Homeschool mà đến trường thì gọi gì là homeschool? Có lẽ là mọi người chưa biết rõ về các hình thức học homeschool rồi. Trong video ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng thảo luận về các hình thức học homeschool đang có trên thế giới nhé. Xin chào, nếu đây là lần đầu chúng ta gặp nhau thì mình là Trang, hiện đang homeschool cho con với chương trình Rebecca Academy, một chương trình phổ thông từ xa của Mỹ. Mình cũng đang là chủ của một điểm trường Rebecca Academy tại Hà Nội này. Vậy nếu mọi người quan tâm đến homeschooling, quan tâm đến Rebecca du học tại chỗ hoặc bất cứ những cái gì liên quan đến học tiếng Anh thì đừng quên follow Facebook page Mẹ Lười Cộng đồng 15 năm làm bạn cùng con trên Facebook và group Zalo Homeschooling Parents by Mẹ Lười nhé. Nếu như mọi người thấy video này hữu ích có thể để lại một like, subscribe kênh và đừng quên bấm vào nút chuông để nhận được những thông báo mới về các video tiếp theo. Xin mời chúng ta bắt đầu video các hình thức học homeschool. Mình sẽ đi luôn vào cái hình thức mà mọi người đều đang thắc mắc nhất, đấy là trường homeschool á. Thì để nói về trường homeschool thì mình sẽ có hai loại đầu tiên liên quan đến các hình thức này, đấy là school at home và university model. School at home có nghĩa là sao? Là mình có thể học ở nhà nhưng mình học theo giáo trình của một trường nào đó, được không ạ? Thế thì với cái việc học theo giáo trình của một trường thì cái điểm lợi thế là gì? Các con có thể đi theo một cái chương trình phổ thông chính thống của một đất nước nào đó, hoặc một quốc gia, hoặc là một cái khu vực nào đó mà các con không sợ bị sai ra khỏi cái chuẩn của quốc gia, đúng không ạ? Bởi vì không phải là bạn nào học cái chương trình homeschool là cũng bởi vì bạn ấy muốn được rèn luyện những cái thứ khác biệt. Và đôi khi chúng ta vẫn sẽ cần có những cái phương án backup. Phương án backup là chẳng hạn như nếu như bố mẹ không thể cho con homeschool tiếp thì các con sẽ đi đâu? Thì phương án về school at home là một phương án cực kỳ dễ lựa chọn cho các phụ huynh, và chúng ta sẽ sử dụng một cái chương trình phổ thông nào đấy khác mà có thể mang được về nhà để dạy thì gọi là school at home. Đó, thế thì với school at home thì nó sẽ có những cái phương án như thế nào? Thứ nhất là chúng mình sẽ có parent-led. Parent-led có nghĩa là các con có thể tự học cái chương trình này với sự hướng dẫn của cha mẹ, parent-led, được không ạ? Thế thì với parent-led thì cái nhiệm vụ của bố mẹ hoặc là cái người hướng dẫn cho con ấy sẽ chính là cái người cung cấp thông tin chính, đặc biệt là dưới giai đoạn mà các bạn học từ tiểu học đổ xuống. Với các bạn từ giai đoạn cấp 2 trở lên, khi các bạn đã có cái kỹ năng tự học tốt rồi thì có thể là nó sẽ khác hơn. Các con có thể là tự nghiên cứu nhiều hơn. Tuy nhiên chắc chắn rằng giai đoạn từ tiểu học đổ xuống thì các bạn ấy học parent-led ấy, cái người hỗ trợ và người hướng dẫn ấy sẽ cực kỳ quan trọng và phải bám sát hành trình rất là nhiều. Và với school at home theo dạng parent-led này thì có thể các con sẽ không cần phải sử dụng quá nhiều đến các cái nền tảng như là internet, và không cần phải sử dụng quá nhiều thiết bị, mà các con chỉ tập trung vào sách vở và những cái tài liệu mà chương trình họ đưa cho mà thôi. Ngược lại, đối với một cái hình thức khác là online của school at home thì cái hình thức này có thể nói giống như việc là con đi học ở trường nhưng mà con học online vậy. Mọi người đã trải qua Covid và mọi người biết rồi các con học online như thế nào thì có thể mình tưởng tượng đối là giống như thế. Tuy nhiên thì mọi người cần phải phân biệt rất rõ, tại vì school at home với hình thức học online đó, thì họ đã trải qua hơn 30 năm, ít nhất là hơn 30 năm để có thể đưa ra cái cách học, cái chương trình học và cái cách tương tác rồi. Nó không giống như việc ở trong Covid là chúng ta tất cả phải bắt buộc thích nghi với hoàn cảnh, thì cái phương pháp dạy online của các thầy cô tại trường, đặc biệt là ở Việt Nam chẳng hạn, thì đâu đó thì mình sẽ chưa thể thích ứng và làm quen tốt được. Do đó thì cái việc học online của các bạn nó sẽ khác. Thế còn với những cái bạn mà học school at home như thế này thì cái hình thức online đã các con đã được chuẩn bị có kinh nghiệm để làm các hoạt động tương tác rất nhiều rồi. Cho nên là online school at home thì nó sẽ thú vị và nó sẽ có nhiều những cái xúc tác hơn rất nhiều. Riêng về hình thức online school at home này thì mình cũng sẽ phải chia thành hai dạng, đấy là gọi là synchronized, tức là học đồng bộ cùng trong một thời điểm, có nghĩa là sao giáo viên giảng live như kiểu là live stream vậy. Thế còn hình thức thứ hai là asynchronized, giống như mình đang nói chuyện với mọi người, tức là mình sẽ ghi lại video trước và post lên trên cái nền tảng đó và các con sẽ học ở trên đó, thì đấy là asynchronized. Thì riêng với online chúng mình sẽ có hai dạng như vậy, là học mà trực tiếp đúng vào cái thời gian học live và học theo dạng hình thức là video ghi lại như vậy. Thế thì đó là hình thức school at home, và hình thức này thì không yêu cầu các bạn ấy phải đến một cái ngôi trường nào cả, mặc dù vẫn được gọi là trường học tại nhà. Đối với hình thức school at home này thì cái điểm lợi thế là về mặt không gian, thời gian các con hầu như là hoàn toàn chủ động, trừ cái trường hợp các con học live với giáo viên thôi, còn lại thì cái thời gian của các con cực kỳ chủ động, mà chương trình vẫn có thể được cấp học bạ, vẫn có bằng cấp và đi theo cái tiến độ mà chúng mình muốn. Ngoài ra thì cái chương trình mà học theo dạng school at home này các con vẫn có thể nộp hồ sơ vào các trường để có thể chuyển tiếp khi các con không muốn homeschool nữa. Hình thức thứ hai là university model, hay là gọi là hybrid homeschool, là hình thức kết hợp
giữa việc các con đến trường một vài ngày và các con tự học ở nhà một vài ngày. Cứ gọi nó là University Model là vì như vậy, vì nó rất giống với mô hình học đại học. Mọi người có nhớ không ạ là những năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 chúng ta đi học suốt từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hoặc thậm chí là thứ 7. Thế nhưng mà khi chúng ta lên đại học thì đâu phải là ngày nào mình cũng đi học đâu, đúng không ạ? Thì cũng giống như vậy, chương trình homeschool dành cho University Model nó sẽ giống như thế, bởi vì các con sẽ có những ngày mà đến trường học tập trung, trao đổi với giáo viên, tương tác và làm các hoạt động mà cần phải nghe giảng bài kỹ. Thế còn lại những ngày khác, các hoạt động tự học, các hoạt động tự làm bài tập, học nhóm thì các con có thể được học tại nhà hoặc là học bất cứ đâu mà các con muốn. Với hình thức University Model này thì sẽ tạo cho các bạn những nguồn cảm hứng rất lớn, tại vì các bạn ấy không bắt buộc phải đến một nơi nào đấy quá nhiều, nhưng các bạn vẫn có một không gian để các bạn ấy tập trung cùng với nhau làm việc với giáo viên, và vẫn có một cái không gian để các bạn ấy tương tác với những cái người bạn học cùng. Và đây là một lợi thế rất lớn cho các bạn học homeschool theo hình thức University Model, tại vì các bạn ấy có thể kết hợp được hoàn toàn tất cả những cái điểm mạnh của những bạn đi học tại trường truyền thống và những bạn mà đi học theo dạng homeschool. Có nghĩa các con vẫn có thể có sự tương tác với các bạn cùng lứa tuổi, vẫn có môi trường học như là ở trường bình thường, nhưng song song với đấy các con vẫn có rất nhiều thời gian cho bản thân và các con vẫn hoàn toàn được học theo cái cảm hứng và cái tốc độ của cá nhân mình. Theo mình thì hình thức University Model là một trong những hình thức tối ưu nhất của việc học homeschool, tại vì mang đến cái lợi điểm về mặt không gian và thời gian nó vẫn có, và các con vẫn có thể có được rất là nhiều những cái lợi ích từ việc học theo nhóm cũng như là học theo tương tác theo trường truyền thống. Bổ sung thêm là tại Hà Nội Abeka thì chúng mình cũng đang áp dụng hình thức University Model này để các bạn có thể có nhiều thời lượng tương tác với cả giáo viên, không những là giáo viên tại trường mà còn là giáo viên ở các cái bộ môn thể thao, nghệ thuật cũng như là các cái bộ môn ngoại khóa khác. Hình thức thứ ba trong homeschool là một trong những cái hình thức tự do nhất, đấy là hình thức unschool. Hình thức unschool này không đòi hỏi chúng ta sẽ phải đi theo một cái giáo trình nào quy định sẵn. Thậm chí là với những gia đình mà họ cảm thấy rằng là cái việc phát triển của con, họ có những cái quan điểm riêng thì họ có thể tự xây lên cái cách mà họ sẽ hướng dẫn cho con. Hình thức unschool này cũng có thể nói thêm là có thể có một vài cái nhánh nhỏ khác. Ở đây mình đang nói theo cách hiểu của mình, nên nếu như một số những anh chị nào mà chuyên về cái hình thức unschool hay là road school hay là earth schooling thì thông cảm cho mình và mọi người có thể comment ở dưới để giúp mình hiểu hơn nhé. Tuy nhiên thì theo như mình hiểu rằng các cái hình thức unschool này thì thường là cái chương trình nó sẽ không có fix, nó không có cố định, và nó sẽ thường là đi theo cái mong muốn của cá nhân từng gia đình một. Và cái hình thức này được gọi là một trong những cái hình thức mà có cái sự tự do lớn nhất, bởi vì không chỉ là không gian thời gian mà về cả nội dung học tập và cái phương thức học tập cũng sẽ cực kỳ là biến đổi theo từng cá nhân một. Hình thức thứ tư là hình thức học classical, hình thức học truyền thống của homeschool. Truyền thống là sao ạ? Có thể có hoặc không có chương trình. Thì chắc chắn rằng khi xây dựng cái hình thức học homeschool như thế này, bố mẹ cũng sẽ có một cái nội dung, cái khung chương trình rất là rõ ràng cho con mình. Họ có thể chọn rất nhiều chương trình phổ thông khác nhau và mix hợp với nhau, giống như kiểu là một món cocktail vậy. Thế và cái chương trình đấy các con vẫn sẽ học giống như bình thường, vẫn sẽ ngồi vào bàn học bài hàng ngày đều đặn, nhưng mà theo cái chương trình mà bố mẹ hoặc là cái người hướng dẫn đưa ra cho các con, chứ không phải là một đơn vị trường nào đưa ra cả. Với hình thức classical này thì mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với những cái gia đình mà bố mẹ cảm thấy được là có thể tự chủ, hoặc là bố mẹ có một cái người giáo viên hoặc một cái người mình có thể tin tưởng về mặt chuyên môn để tự chủ trong việc hướng dẫn phát triển con trong suốt cả quá trình 12 năm học. Cái hình thức này là mình nhớ đến cái cách mà ngày xưa các vua chúa ở tất cả các cái triều đại của các quốc gia ở các nước đều được học á, tức là đối với hoàng tử và các công chúa của nhà vua thì thường là sẽ được mời một thầy giáo đến, và thầy giáo này sẽ là người chịu trách nhiệm và đảm bảo học tập đào tạo những cái công chúa và hoàng tử này trở thành những cái người mà có thể có khả năng trị vì đất nước. Cũng giống như vậy thì classical homeschool nó sẽ đi theo một cái lộ trình riêng mà có thể sử dụng cả các cái chương trình phổ thông hoặc là không. Tuy nhiên thì sẽ dựa chủ yếu vào một hoặc là hai người dẫn đường trong suốt cả quá trình học tập của con. Hình thức thứ năm trong việc học homeschool là unit studies, tức là học theo các cái chủ đề. Học theo các chủ đề thì nó sẽ có một cái thú vị, đấy là trong một chủ đề các con có thể có những kiến thức rất là phức hợp với nhau. Cái sự áp dụng và cái tính thực tiễn của tất cả các kiến thức nó sẽ hòa trộn rất là kỹ. Tuy nhiên
để học theo hình thức unit studies này thì nó cũng sẽ phải phụ thuộc vào cái người xây dựng khung chương trình. Thì mình lấy ví dụ như là ngày hôm nay các con học về chủ đề là thức ăn chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc các con học trong cái tháng này, trong năm học này các con sẽ học về chủ đề là nấu ăn hoặc thức ăn, thì trong cái năm học đó các con có thể học là có những loại rau củ quả gì đấy, thì có sẽ là có những cái loại từ những loại động vật nào, con học luôn về động vật, con học về loại rau củ quả, thậm chí các con học cả về phương pháp và cách chế biến, rồi là có thể là có những chất dinh dưỡng gì ở trong đó, tức là một chút về hóa học chẳng hạn, hoặc là học về cái loài vật đó thì là sẽ phát triển và tiến hóa như thế nào, học về sinh học, học về lịch sử. Đó, ngày xưa những cái món ăn như thế nào thì được gọi là những cái món ăn cổ truyền, và bắt đầu từ thời điểm nào, có lịch sử ra đời ra sao, ở những vùng miền nào thì đặc sản là gì. Đó thì đấy là cái cách mà sẽ xây dựng một cái chương trình học theo dạng unit studies. Nhưng mà mọi người nghe thế đấy là nó rất là hay, thế nhưng mà cái sự gọi là kết hợp kiến thức với nhau thì không phải là ai cũng có thể làm được một mình. Và với mình thì tin rằng cái người mà làm cái chương trình unit studies cho các con học cũng phải là người có lượng kiến thức rất là khủng, và cái sự kết hợp giữa các cái kiến thức từ các khoa học cơ bản đến khoa học xã hội rất là tốt và nhuần nhuyễn. Do đó thì mình nghĩ rằng những cái người mà có thể chọn được cái phương pháp unit studies này thường phải là những cái gia đình có một cái nền tảng làm trong ngành giáo dục, hoặc là ít nhất là làm trong ngành phổ thông rất là tốt rồi thì mọi người có thể hiểu được. Cái này là quan điểm cá nhân của mình thôi mọi người ạ. Mặc dù nói thì cái có vẻ khó khăn vậy thôi, unit studies được xuất hiện khá là phổ biến trong các cái môn học đơn lẻ. Ví dụ như nếu mọi người nhìn vào các môn, đặc biệt là môn tiếng Anh chẳng hạn, trong mỗi một quyển sách thì thường nó sẽ có rất nhiều chương, và một cái chương đấy thì nếu như cái người viết sách nào mà họ làm tốt ấy, thì họ có thể khai thác được trong một chủ đề, họ đưa ra rất là nhiều kỹ năng và những cái vốn từ vựng từ các góc nhìn khác nhau để cho học sinh học. Thì đó cũng chính là một cách học unit studies rồi. Thì ở đây homeschool chẳng qua nó sẽ đi bao trùm nhiều kiến thức có thể kết hợp được vào với nhau hơn mà thôi. Thứ 6 trong hình thức homeschooling đấy là các cái hình thức mà xuất phát từ những cái nhà giáo dục, nhà thực hành giáo dục hoặc nghiên cứu giáo dục. Và mình tin rằng ở đây mọi người rất quen thuộc với Maria Montessori. Hình thức Montessori là một hình thức mà ở các trường mầm non bây giờ nhìn rất là nhiều luôn. Và mọi người có biết không, Montessori cũng là một phương pháp homeschool đấy. Tại vì thực tế là Maria Montessori làm cái phương pháp đó để giúp cho con mình có thể học được tốt, và con của bà thì là học theo dạng homeschool. Và với hình thức Montessori hoặc là Charlotte Mason là các cái hình thức mà của các nhà giáo dục phát minh ra, thì mình không có nhiều ý kiến về cái hình thức này, nhưng mình chỉ đưa ra đây để cho mọi người biết rằng là nó có một cái trường phái rất là rõ như vậy. Và với những cái người đi theo trường phái này thì mọi người sẽ thấy là tại vì đi theo nhà giáo dục mà, nên là cái nhà giáo dục đó họ viết rất là kỹ các cái chi tiết, các cái cách thực hành, các cái yêu cầu của các thực hành đó. Cho nên là mặc dù là homeschool nhưng mình tin rằng là nó cũng vẫn đi theo một cái cấu trúc rất là rõ ràng và được hướng dẫn chi tiết và chặt chẽ. Với những nhà nào mà thích cái sự chỉ dẫn một cách chi tiết rõ ràng và cái cách vận hành theo hướng là không phải chỉ là một cấp học, một năm học, mà sẽ là một cái con đường dài có cái sự chỉ dẫn những cái nguyên tắc căn bản á, thì mình nghĩ rằng là đi theo cái phương pháp giáo dục của các cái nhà giáo dục cũng rất là hay. Nhưng mà đối với mình thì thực ra mà nói là mình nghĩ rằng là mình sẽ muốn sử dụng một cái chương trình nào đấy để làm không xương sống, để cho nó có một cái lộ trình, và cũng như con có thể sử dụng cái bằng cấp đó ở nhiều nơi, cho nên là mình sẽ không đi theo Montessori hay là Charlotte Mason. Hình thức cuối cùng cũng là một trong những hình thức mà mình thấy là thật ra là mình cũng khó hiểu nhất, đó là hình thức eclectic. Eclectic bản thân cái nghĩa của nó có nghĩa là cái sự phá cách, pha trộn, khác biệt. Thế thì với cái hình thức eclectic homeschool này á, thì theo mình hiểu đây là hình thức có thể pha trộn giữa nhiều cách khác nhau. Có thể các con học theo một chương trình ở trường nào đấy nhưng mà các con lại học theo dạng hình thức là university model, tức là các con vẫn học online ở nhà, các con đến trường homeschool nào đó để giao lưu và các con vẫn tự học ở nhà một vài ngày. Hoặc là các con học theo dạng hình thức là Montessori nhưng mà các con sẽ sử dụng unschool, tức là không có đi theo hoàn toàn theo là Charlotte Mason hay Montessori, thì đó cũng được gọi là hình thức eclectic. Và với cái hình thức này thì nó chỉ giống như mọi người xem các cái phần câu hỏi lựa chọn thì sẽ bao giờ có cái phần là lựa chọn khác ấy, thì mình nghĩ là nó được gọi giống như thế. Và 7 hình thức homeschool này mình nghĩ đã giải đáp được phần nào cho mọi người hiểu là tại sao homeschool mà vẫn có thể đến trường, cái trường homeschool thì khác gì với cả học homeschooling ở nhà nhá. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video này, và nếu như mọi người hiểu hơn về homeschooling rồi thì cho mình một like ở đây để chúng ta có thể cùng chia sẻ và trao đổi trong các cái video khác. Playlist chuyện học homeschool ở đây sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn nhiều vấn đề khác của học homeschool. Và nếu mọi người quan tâm đến Urbex Academy thì playlist sẽ nằm ở đây nhé. Cảm ơn mọi người nữa, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những video tới. Bye bye.